Chào cả nhà nghe. Sáng giờ mình chuẩn bị qua bên tiệm làm mấy đôi chân mày cho cái cô khách thì không thì chiều nay về mình bắt đầu đi quay clip bắt cá với dân lưới nha mọi người. Mọi người đứng theo dõi mình nghe. Cô hai triệu. Chào cô bác anh chị nghe. Giờ hai anh em bắt đầu chuẩn bị đi cắm câu. Chào cả nhà, đi quên luôn. Trời cũng đang dạng tối à. Đầu giờ hai anh em lấy cái phao đầu tiên nha. Nay dự trù là bao nhiêu cái phao anh bảy? 40. 40 hả? 40 này hy vọng có cá chứ hôm qua thất thu quá. Hôm nay đi hơi tối để cho nước lên tí. Để thải theo những cặp cái đường mương này ở ngoài sông vô á. Cá trê cá lóc. Dọc nó ra luôn hả? Mấy mương mấy dầm gì chứ có ngon lắm anh. Anh Bảy anh cắm giờ mà khán giả đi xem anh Bảy cắm. Trời ơi. Cá nhiều lắm. Những khán giả này mốt cũng là thành viên của nhóm bắt cá của thành Thẩm Mỹ Vlog luôn á. Mương nhỏ ngoài sông cá nó vô mấy cái đầu mương này. Này đường mương này mấy dầm cá vô nhiều chứ. Có bữa nào tấp vào một bịch. Tấp nhiều không? Tấp thiệt luôn á. Cái đầu mương nè. Không ngay trà dừa được sao nó dính nó quấn vào trà dừa rồi sảy luôn á. Hình như cái đường này hôm qua chị Tám qua nói đưa nguyên cái ổ rồng rồng của anh ta không vậy? Nguyên bèn rồng bằng chiếc đũa vậy đó. Mà nói cá bự lắm mà chưa bắt được á. Giờ này còn người xách nước cho bò uống, nước mặn sao nó uống được chị? Mặn chát à. Giờ mấy anh em ra cắm ở theo cái giặt bờ sông nè. Sông này cá mới nhiều. Móc vô cao này nó có lôi nó ấy anh mẹ ơi. Có điểm thì để thấy để nó lạ. Thank you.
anh Tư làm gì anh Tư? Rồi. Ủa mấy cây gì? Cây bẹt, cây gì? Cây tira. Ơi lá này mới ngon vậy. Lá này mới ngon chứ. Cắm đường này nè. Rồi đường này ngon gì không cắm? Hả? Mấy cây tốt anh Tư. Này thay 40 luôn hả? Ừ. Đi đường nào? Qua tàu, quẹo phải qua luôn á hả? Rồi giờ còn cái phao cuối cùng nên bãi thả nữa là hết nha mọi người. Rồi xong rồi chuẩn bị về xong đợi tí xíu đi lụm cá. Chào cả nhà, rồi xong á. 40 phao xong luôn hả? Rồi thôi chào tất cả mọi người, các cô bác anh chị ha. Bây giờ tí xíu đợi tí xíu nữa coi thành quả mình như thế nào. Ừ. Mấy đường này chứ ấm lắm. Cái đường đi hai thì đi qua lưu thông mấy đường. Cái đường vậy thì nó rồi. Hả? Mấy đường này cá mới đi dữ nè. Nay đi chỗ mới chỗ ấm không? Hy vọng là tối nay cá mà ở ngoài sông là cá bự không á. Ừ cá bự. Hy vọng là tối nay cá ngon ạ. À. Giờ chuẩn bị đi ra cầu qua bên cầu nè, qua cầu đó. Lên nè. Lên cầu qua bên sông mấy bên kia. Đây con sông. Tối quá không thấy. Trời cá gì mới chạy anh mày? Lóc rồi, rồi xuống chơi cái đó cái anh. Nhẹ nó đi vô chỗ cầu xuống. Mới thấy cái chạy ra mà. Cầu Hoàng Tờ do các con ở quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh tài trợ. Tôm hả? Bự không? Đó. À, rồi thấy mắt sáng sáng không? Tôm đó, tôm đó. Rồi thấy. Rồi xong tôm dữ ha. Vàng chân danh trên dây. Hái đi rồi rừng hồi tối lên đây khỏi về luôn. Cái hút cột có sẵn đây nè. Làm cái nền lót gạch này cũng sạch. Trời ơi cái nền này có cá mà nước ăn sao thầy. Ở mấy mặt bọng này nè anh Bảy, mấy mặt bọng này nè. Nè mấy ngoài mặt bọng này nè. Hai phát nữa hết rồi hả? 40 phao mình thả nãy giờ hết rồi hả? Ừ. Thả vẫn nhiều mà. À. Mấy bữa nào mình đi dân phâm đi theo một cái đường ấy này lên vậy, đi theo đường sông lên vậy. Xong thì thả phao ngon ạ. Đi lên đường ghe đi tâm khóc rồi. Con này con nữa là hết nha. Rồi. Chính chưa có thăm câu thì chưa có đang đam mê. Chưa có thay đầu đi phụ cầm cá hả? Đang đam mê, đang đi chuẩn bị. Rồi giờ còn cái phao cuối cùng nên bãi thả nữa là hết mọi người. Rồi xong rồi chuẩn bị về xong đợi tí xíu đi lụm cá. Chào cả nhà, rồi xong á. 40 phao xong luôn hả? Rồi.
Rồi thôi, chào hết tất cả mọi người, các cô bác anh chị ha. Giờ tí xíu đợi tí xíu nữa coi thành quả mình như thế nào. Cá táp đúng đây. Ghê thiệt chứ. Quá trời cá. Chạy ra hả? Mà anh nãy anh có thả cái phao đó không? Có. Ê, không, cái phao đầu tiên cả nhà. Cái dính cái gì? Dính con miếng dừa chú nha. Miếng dừa hả? Cả nhà ơi. Rồi. Đây dính con dừa nữa. Vậy là có cá rồi đó. Có rồi. Cái đầu đó. Cái màu phải xuống luôn. Vì cá lóc chưa chịu ăn ha. Rồi giờ thăm cái phao thứ 5 này nha mọi người. Cái hai chúng ta chưa có gì hết. Ô, dính 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 cá này bạn ơi. Cái gì vậy? Có lóc. Wow, vô. Vô. Ôi, còn gấu tay luôn ơi. Quá trời ơi. Ồ, quá tuyệt vời. Cái lóc bự. Nay có rồi đó. Có rồi. Thả thảm hồi nữa đi, sáng là ok đó. Dây thẳng dính gì vậy? Dây thẳng dính gì nó quấn tùm lum. Rồi sảy cái gì vậy? Ừ, rồi. Ô cái lưỡi kìa. Ôi. Cái gì quấn sảy ta? Cái tê nè. Phải không? Tê tê sổ sảy. Trời ơi. Tiếp không? Số cái gì mà số không biết nữa. Thôi cái này bị sảy rồi nha ơi. Rồi bắt đầu thăm phao tiếp luôn nha mọi người. Nhảy nhảy đại đi anh. Cho anh thả đầu. Gì quấn gì dữ vậy? Đừng nói bóng dừa nữa nghe. Hả? Dính không? Ừ? Bị lo hay gì? Có dính không? Không. Nó quấn rồi hả? Sao lưỡi này kỳ ta? Nghe có cá sao kỳ vậy? Dính là gì? Đâu? Ủa? Ôi trời trời. Ok. Đó. Quá đã. Ngoài kia dính con cá lóc rồi anh. Cũng cầm tay ạ. Rồi. Ôi chị dạy anh. Này cây trắng này. Cây trắng. Rồi mới được con cá trê đó mọi người ơi. Giờ tiếp tục nữa. Sao cái gì không? Cái gì vậy? Dính cây. Dính cây à? Lôi rồi. Mấy cá nhỏ. Mấy cá nhỏ lôi á nè.
thành quả được 2 con ha. Thành quả được 2 con. Con rồi bắt đầu tiếp tục nữa mọi người ơi. Rồi bắt đầu tiếp tục nữa cả nhà ơi. Luôn hay vậy? Ừ, từ kêu mấy ảnh nè. Ôi. Ông ơi. Ông ơi. Luôn à. À. Nè. Thôi cầm luôn, cầm luôn để theo mấy ông luôn. Theo mấy anh đang nhậu trong. Đã không? Ờ, quá đã. Tiếp tục nha ơi. Đỉnh không? Đỉnh không? Bình thường thôi. Này chắc 3-4 lạng à. 4 lạng rồi. Đường còn có lóc có trê nữa. Gỡ gỡ luôn đi mày. Chào mấy cô ơi. Tám ơi. Tám ơi. Anh Tám ơi. Tám ơi. Chào mấy cô ơi. Chào mấy cô ơi. Chào. Bữa nay anh có lương cái mương này lương bự lắm này em ơi. Mương nào? Mương khác bên để tí qua thải luôn ạ. À. Đậu phao tiếp tục cả nhà ơi. Hết mồi mấy ơi. Rồi xuống móc mồi luôn nè. Hả? Con cái lóc của trê với con lươn rồi đó. Tiếp tục cả nhà ơi. Vô rồi, nay thấy thành công hôm qua rồi. Nay chuyển đổi chỗ mới thấy không? Thành công liền. Ở đâu nữa ha? Ở đâu nữa anh? Đây à. Ủa, cá đâu giải gì vậy? Cá đâu giải gì vậy? Ờ, dính nào ta? Đâu? Đó. Đó. Đi, chạy, nhanh. Nhanh. Chơi hả? Ôi, từ, nè mọi người. Ôi, wow, trời. Ui, trời. Đã quá. Vô. Chất lượng quá cả nhà ơi. Thôi anh cuốn phao bỏ luôn. Cuốn phao lên bỏ trái luôn đi. Vô rồi. Bả chiều kêu anh thả mấy cái đường sông này hợp lý liền không? Nãy thấy cá bên kia ục quá trời luôn mà. Có thằng quả cả nhà ơi. Thằng quả rồi. Thưởng. Rồi để đó luôn đi. Rồi. Đi tiếp tục. Rồi. Dính không? Phải không? Có không? Cho thấy bọt dưới này. Ủa sao chị anh cứ dục đâu đây mà? Có không? Cái gì vậy? Còn ha. Để luôn. Để. Ồ, nó xong rồi. Cái gì vậy?
chị kêu anh đi mấy đường này đúng phải luôn. Đây không? Không, không. Còn rồi. Còn. Đẹp quá. Còn hả? Còn. Rồi, giờ qua bên bên kia. Rồi, ok không? Phải chạy mới được chứ. Anh em qua. Qua qua bên sông coi. Chưa thấy cá ục quá mà không biết sao. Cái này chiều con tôm nè. Con cá này sao con chịu ăn vậy? Sao 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 anh để đâu? Nè. Nè. Con mồi. Nè. À con mồi. Được đi. Thấy dễ thẳng tưởng ngay chứ. Sao? Mặt bọng thấy ngon quá mà. Con hả? Con. Mấy anh này chở quá ha. Không mà nó được rồi, 4 con thấy là cái. Được 4 con rồi hả? 40 phao được 4 con à. 4 con này được 2 kg không? Chứ không tới đâu hả? Cái máy gì? Phao còn không? Hả? Sao? Được không? Còn hả? Rồi, thôi hết kết thúc rồi. Kết thúc rồi mọi người. Trời ơi giờ. Ơi có buổi luôn được có 4 con. Đây, đây thành quả của mình. Ôi, đã quá tuyệt vời luôn. Rồi giờ về. Rồi thôi hẹn với nhà tí xíu nữa ha. Thành quả về được hết vậy. Hôm nay không uống không. Hôm nay qua bên tiệm làm xong về chiều quá, về chiều tối luôn nên là không có quay cái clip mà nhân lưới được, tại về chiều tối quá nên là chiều đi cắm luôn, nên là hẹn lại clip mình làm bắt nhân lưới bắt cá sau nha cả nhà. Bây giờ vào khoe thành quả của anh em đi. Đi trước nha. Hên quá. Hả? Chắc cũng khoảng gần nửa ký á, lương gần nửa ký á. Thì gần nửa ký không chịu. Cho bắt lên nhậu không? Hả? Lương cho bắt lên nhậu không? Trời giờ là thoải mái. Nhậu hết rồi. Vậy chơi. Vì mình làm lương muốn gì nhậu ta? Giờ giờ nướng trôi đi. Giờ nướng trôi luôn hả? Vậy là sáng sáng về trùng dịp. Đốt luôn. Cái cá lóc nướng trôi đi. Cái gì làm ăn cũng được á. Phải không? Giờ giờ đảo quá. Bây giờ mình là giờ sáng về trùng dịp, giờ mình bắt giờ mình đổ đổ ra khoe rồi chứ. Nè muốn vừa nữa nè đó. Đó. Cá nó bị quấn nè. Quấn trầy hết trơn. Cái kiểu này chắc là mình ăn này chắc có bệnh á. Bệnh không? Bệnh ghiền á. Bệnh ghiền luôn hả? Ghiền đi nữa. Ghiền nữa hả? Bây giờ nướng cá lóc nè ha. Ừ nướng nướng. Tí nướng cá lóc đi. Tức là cái thời điểm mà ảnh lại anh nó bị quấn rồi anh sợ sảy anh nhảy xuống lại quay không kịp. Ủa sao thấy ngoài YouTube là lưỡi giải rù 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 tại vì anh lại trước. Trước anh thấy nó giải rồi anh thấy hốt. Giá đúng không? Ừ. Giờ mình nướng hay nấu chơi? Chín rồi. Trời ơi gì kỳ vậy? Chín rồi. Chín rồi. Banh sát rồi, đủ quá anh ơi. Giờ sáng gì? Sáng gì còn gì? Nước anh em. Ừ. Tôi về tôi nghĩ. Ơi, chín lấy rơm luôn chín. Rồi, rồi thôi để đây mình đốt nước ngoài đây luôn đi. Đi mình giả ngoại đi luôn đi. Chơi thiệt tình lấy 10 cục rơm nướng cá lâu có luôn cá lóc nướng chui rồi. Để dẫn xe vô hả? Giờ nút về luôn hả?
Ông quay á. Thôi vậy mình làm tiếp cái món đó ha. Rồi cái thôi cái này là anh Út cái này là bật mí nha. Bật mí ngày mai được có clip mới. Rồi mơ mơ ấy giờ tôi điện sớm. Mời ba ổ ổ phải được nữa. Cây ba ổ. Ổ bự không? Bự à. Cái vừa cái chục mét á. Mình nhậu nữa cho gan gạo nha. Rồi. Về ngày mai về ok rồi. Ngày mai bí mật. Giờ bắt đầu ấy rơm ra bắt đầu nướng cá lóc. Thông cảm với cả nhà, tại mình mới làm clip chưa có đầu tư nhiều nên là đèn còn hơi hạn chế, ánh sáng hơi hạn chế tí xíu. Mọi người thông cảm nhớ cho mình chia sẻ với nhấn đăng ký cho mình nha. Hai anh bắt đầu giờ đây để hồi nướng cá. Sốc cây lên không Cường? Sốc cây lên. Ủa sao lấy cây đó anh Bảy? Không có mấy cây tre gì không có hả? Đứng lên. Không đứng lên hả? Ừ. Trẻ đại. Trẻ trẻ ra. Trẻ đã là mấy lần 32 lần 3 rồi đó. Nhỏ gãy chú nó cát rồi. Được chưa? Giờ bắt đầu nướng cá lóc nè. Bên chính đó nướng gì nữa anh Chính? Nướng cá tê. Nướng cá tê luôn hả? Ồ ngon cái gì? Mở cái món hả? Chỉ còn mấy cái lô mình làm luôn đi. Hả? Có mấy cái lô mình nướng luôn. Rô đồng hả? Lô đồng, trời lô đồng, lô mề luôn á. Anh đi câu hay gì? Trời ơi đi câu trứng cái vàng này cưa dính á. À đâu kia. Đây cái anh câu hay vậy? Ơi câu lúa rượu đồng á. À. Chưa. Trái rồi. Đốt đã đem cho lụi con cá tê. Rồi bắt đầu giờ hai anh đốt lửa nướng cá tê với cá lóc rồi cả nhà ơi. Đó. Anh Chính chiên vụ này rồi. Tại hôm qua là anh Chính nướng cá phi rồi. Hôm nay có kinh nghiệm nên phải, nướng cá lóc cá trê nữa. Phải nướng chín mới được. Tại anh Chính là phải nướng chín mới được. Anh Chính mình là chuyên binh là mồi nhậu. Đó, chuyên mồi nhậu luôn. Nên là kim á. Hôm qua nướng cá phi thấy hôm qua đang thui không biết nay cá rô cái ở gì con cá lóc với cá trê sao đây nữa. Chắc cũng vẫn đang thui nữa chứ gì. Đang thui nữa chứ gì hả? Mà chắc anh Chính nướng rồi thế nào cũng chín à, chứ không thể nào tám được. Giờ anh Tám làm muối ớt ra hồi chấm với cá lóc cá trê. Rồi, chị bàn nhậu rồi đó hả? Chịu vô rồi. Giờ làm thêm bị gì chuyện nữa, ngủ. Không có nhậu, không có về xì ngủ được hả? Thiếu ngủ không được. Chị Tám nấu gì Tám? Nấu bò lục xả. Bò xả hả? Ừ. Wow. Chúng lên muốn tơ nhậu ha. Thôi đây nhậu với mồi bén rồi. Mồi bén hả? Mồi bén hả? Anh Tám? Rồi, lại giờ có trái xài nữa nè. Có xài nữa hả? Ồ, quá tuyệt vời luôn. Đó, dĩa đây thôi anh Bảy đi gọt xài đi. Đây giờ anh Tám đang làm muối ớt nè cả nhà. Thì hôm nay là mình có cá lóc nướng lóc đồng lớn nè, cá tri đồng lớn nè, cá rô mề lưu đồng nha. Đêm nay mà chắc không sai, chắc không ngủ quá. Sai nữa hả? Không sai không ngủ. Lỡ rồi có sai cũng đủ luôn. Mà đừng nói sai nha.
Bây giờ mình để mình đi kiếm ra ngoài vườn mình thấy tranh tắt đồ cũng mới được, chứ giờ trong nhà giờ nó hết cái phần tranh tắt rồi. Mình mới chơi gì phải thiên nhiên phải không? Đúng rồi, mình phải chơi thiên nhiên mới được. Rồi. Bước theo anh nha. Bước, hơi lọt chứ. Chú vô cái đùng là mệt lắm luôn á. Cái này đó. Cái cầu kỷ niệm của anh phải không? Kế đó anh Tâm? Đó hả? Cái nhỏ thôi em ơi. Tắm rửa chén hả Tắm? Rửa chén hả? Mặn rồi á em. Từ nghiệp quá không? Lại bằng sáu nè. Chị Tắm đâu mày mặc lên cái cho mọi người nhìn cái gì Tắm? Mắc cỡ hả? Trời ơi. Không, vợ mắc cỡ vậy không em ơi. Không có trai bự nó quê nữa nha. Trời ơi. Này có nè anh, có nè, đó, có đó. Nhóc đầy luôn nè. Đó, ok quá rồi. Đi cái chanh này tôi cắt rồi có hai hết luôn. Đủ ăn thôi đi, hai hết vô lốt lấy gì ăn. Mình còn trải nghiệm nhiều mà. Tại nó cao cao cầm cái em. Mấy cái rồi. Thì cái này. Cái mùa này nó chưa có bự nữa. Nó còn hơi nhỏ mà không có nước là được rồi, có chua chua được rồi. Rồi. Rồi chắc được rồi á. Chắc được phải không? Ừ. Rồi ok, rồi giờ anh em mình vô làm muối ớt ha. Thì dễ xài nè. Rồi ok. Rồi. Anh em trải nghiệm tôi cũng anh em mời tôi xem phút rượu vô với anh em cũng nhâm nhi vậy phút anh em cực khổ ha. Trời ơi, cực khổ gì? Cực khổ với chai rượu. Uống chai đó là vô cực khổ thiệt luôn á. Không phải cực khổ mà khổ cực luôn á. Mời tôi cũng hùng rượu vô nhậu chơi vui với anh em ha. Mấy anh em mình ở đây đang ủ đang ở đây hả? Ừ. Đây cá đang hầm lại để cho nó chín hầm cả nhà. Thì anh làm với công thức sao rồi nữa thì anh chỉ anh Tám. Rồi bây giờ trước tiên mình bỏ muối vô. Bỏ muối vô hả? Muối vô rồi cắt ớt vô rồi bỏ miếng bột nêm vô. Rồi. Đó, rồi mình mới lấy chùm tiêu mình dầm cho ớt ra rồi dắt chanh vô. Vậy đó hả? Đơn giản vậy đó hả? Thì đơn giản thôi, mình cái nhà nó vườn mà. Trời, cái đơn giản vậy cũng biết mà. Rồi anh kiếm cục cốt đá. Rồi xong nữa là cá lóc cái nước xong đó mình xé ra chấm vô vậy, dắt chanh vô dứt. Vậy ngon dữ vậy. Cái hả? Ly rượu biến mồi nha. Ly rượu biến mồi phải không? Có trái cam nè. Giờ hậu giờ không nhậu ăn không được không? Vậy bị mặn lắm. Mặn hả? Thôi kệ mặn về uống nước. Nhưng mà mình phải ly rượu với mồi cho nó vừa để ăn không, nó không có rượu nó mặn lắm. Ăn không uống rượu mặn. Đúng rồi. Mặn đỡ hơn cay anh ơi. Không, đây có ớt cay luôn. Cay quá chịu không nổi. Rượu vô kèm cay lên được. Rồi, bữa xong rồi. Bữa anh xa lắm xong phải không? Rồi, còn thiếu chất chanh vô nha. Ủa tắt nãy đâu rồi? Tắt rồi. Cái lần kia rồi anh Bảy lên trên lấy giùm cô chú anh Bảy. Dắt vô luôn cho nó chua rồi mới được chứ đúng không? Đúng rồi, chua muối ớt phải có chua rồi mới được chứ. Vậy mới chất lượng chứ. Chất lượng mới chấm cái lóc đồng, cái tê đồng, cái rô mề, cái rô đồng. Rô mề hả? Nói chung là nguyên tắc là cái rô đồng. Ủa mà cái rô đồng nãy chưa nướng mà. Mà mấy anh nãy cũng có nướng rồi, con ngoại rồi. À cũng có nướng rồi hả? Mình xé chung với cái lóc đồng, với cái tê đồng rồi mình xé chung cái rô luôn. À vậy giờ gấp màu chung phải không? Anh em nào thích gấp con cá rô gấp rồi hết gấp lóc gấp không có trời gấp luôn. Rồi ok thì muối ớt xong rồi nói chung là muối ớt không phải là miếng muối vô là miếng bột nêm rồi ớt rồi mới dắt. Bây giờ mình không có chanh đi mình phải tắt được không? Tắt rồi dắt tắt vô là giờ dắt tắt đó. Mình Tám làm bài bản quá. Mà bài bản này ai cũng biết đơn á. Nhưng mình cũng là cái mình cái đồng mình sẽ làm vậy chứ nó mới chất lượng chứ. Thôi mình cây này là lá vườn mà. Vườn mà. Mấy anh nào hồi nữa có ăn chấm ha, đừng ăn hột chanh tắt ha. Họ lấy ra đi, họ để đắng anh ơi. Đấy, muốn phải đều á, anh em mình á vô đem vô cho nó đều mà cho ha. Chấm vô cho nó ngon ha. Pha để thử cái.
Trời ơi, quá trời ngon. Quá trời ngon. Bây giờ Quân lên là mình làm liền luôn rồi. Rồi, mời cả nhà đi. Rồi, mời cả nhà luôn đi ha. Rồi, mời cả nhà. Giờ mình chuẩn bị lên trên ha. Chuẩn bị lên trên là giờ mình xé cá ra, rót rượu ra là đây mình dứt. Dứt đúng không? Rồi. Anh Chính và anh Chính đang lót lá chuối để lấy cá ra nè. Rồi rơm hồi gì ngứa thấy màu. Rồi mấy anh giờ đang cạo cá nè. Vàng không anh? Trời, cá này chín tới vàng luôn em ơi. Đẹp luôn phải không? Đẹp như mơ luôn. Chất lượng không? Chất lượng luôn. Lý do gì không? Để lâu hầm than lâu quá. Đúng rồi. Nó bị nguội á. Nó bị nguội. Nó không còn độ giòn nữa không? Không có. Than mới đã mới gạt ra mà gạt cái gì thì đủ lắm, không có đủ. Mà vậy là cũng là đẹp rồi. Thôi thôi. Không sao. Ok, ngon quá đẹp rồi. Chú dao hả? Rồi mấy ảnh đâu giờ đang mục tiêu hả ta? Vô lấy đồ gì hả gì? Lấy đồ. Rồi anh Bảy. Ủa muối tiêu rồi. Ủa mấy ớt rồi xong hết chưa? Rồi xong hết rồi. Chua không? Chua. Không, xài chua, dầu đủ đế mấy ngon. Giờ mình ngồi ở đây, giờ ngồi chầm hổm về nhậu hay sao? Thì ngồi đại đất luôn đi. Chứ giờ cái nhà nó giường, ra giường nhậu phải chịu sao giờ? Từ từ đi, để anh tắm cho. Kính ngồi, đây là một ít nước. Rồi. Thêm dĩa nước mắm. Mắm nè. Thì đem 2k này anh em nào uống nước đá là uống. Ngon quá. Thôi vậy mình... Để gì nó mất xuống đi anh đi kiếm giờ lấy miếng rơm lót mình ngồi cho nó sạch chút đi. Rơm luôn hả? Ngồi rơm luôn đi. Ừ. Đó, vậy cầm... ngồi đi. Thôi để đi. Bãi rồi anh lấy rơm lót ngồi chưa còn xài cái. Rồi mấy ăn nhánh cây nào, nhánh cây bưởi á, cây gì đâu đó còn mát. Đẹp ơi. Anh cũng gần nhà, anh chạy về lấy cái ghế cho em ngồi. Thôi ngồi ghế luôn. Ngồi ghế cho nó im chút nữa. Nhậu cho lâu chút. Thôi ngồi đất nè. Đất thì cho tê dọ lắm. Thôi ngồi đất luôn. Thì anh ngồi ghế ạ. Tôi cũng ngồi theo luôn. Quả nha, con trai rồi đó. Tối quá ha. Được, không sao. Cái ở ngoài giường mà liếc mà vậy ngon ngạn đó. Thấy được gấp mồi. Cái đèn có châu vô chút xíu thì không phải. Rồi bắt đầu anh em mình cả nhà ơi. Rồi giờ anh em mình nói chung là nay cũng không có mồi nhậu thì anh em cũng đi ngoài đồng cũng mới cắm câu thì cũng được cái lóc chê cái rũ đồng đó đồng mình nướng rơm luôn lấy rơm nướng chui rồi đây thì thực sự cũng có bố anh em à thì giờ mình nướng cái hầm mình làm ra ra bị anh em bị nửa xỉ khỉ ngủ. Rồi. Thì đây rồi ở thì cũng giái anh em ông có mặt ngoài về nhậu với chúng tôi
của em nó chỉ chia kỳ chảy qua chạy lại hoài. Cá kê nướng nè cả nhà ơi. Đây là cá lóc nướng tu là cả nhà. Rồi, mời anh Bảy, anh Bảy. Rồi, mời. Thôi mời cả nhà ăn cá chung với mình nha. Mời cả nhà nhậu chung với con mình ha. Đúng em. Rồi, em cũng mời cả nhà luôn. Rồi, hai mời cả nhà nha. Nói chung là anh em cũng uống một vài ly thôi rồi sáng mai mấy anh em còn đi mỗi người uống công việc rồi xong rồi chiều cũng xây dựng một cái clip mới. Mọi người nhớ ủng hộ kênh mình và cho mình một cái chia sẻ và đăng ký kênh mình nghe. Cái lóc chấm mớt rồi đó nha. Bảy banh cá lóc ra anh Bảy. Banh thẻ ra đi. Qua đã luôn. Rồi thử miếng cái coi. Coi cá lóc đồng nó ngọt cỡ nào đây. Làm miếng bự nó mới đã chứ. Nướng chui nó mới ngọt. Mời ở nhà nghe. Cá lóc nướng chui. Để thử cái nước chấm thần thánh của anh Tám chị hình làm nè, nước chấm này ai cũng biết làm hết. Nước chạy ngang này, muối tắt. Muối tắt. Chứ phải muối chanh nha. Nhà. Rồi để anh em cũng cảm ơn khổ, anh cũng làm cái mắm chấm thôi. Thì anh cũng làm cái... Anh ăn để anh đang... Chót cái đuôi thôi. Tám đang ăn đầy nửa con anh Tám. Thôi, chót đuôi được rồi. Chót đầy nửa con đi, chót gì đâu. Công năm mới đi cực khổ anh. Chót đuôi được rồi cái nha. Mình làm chót đuôi thôi. Anh Tám ăn nửa con thôi. Cũng có đũa này là cũng nói chung cũng gần nhà anh chị nên là anh chị cũng đem hỗ trợ nhiều khi bóc tay rồi nhìn nhìn cũng hơi dơ bẩn nên anh chị cũng đưa đũa rồi những dĩa này kia ra. Giờ tôi ăn xài tôi chấm mắm tôm. Mời cả nhà chấm mắm tôm, mắm xin xài chấm tôm tôi nha. Rồi đã luôn á. Rồi sao có đăng ký bán mắm tôm luôn không? Bán luôn. Bán luôn đem xài theo luôn. Bây giờ vậy em, tôi thì nói chung là tôi không có đi thức cắp cá này kia ít lắm. Nhưng thôi giờ anh em đi đêm cắp vậy đó thì tôi cũng chú ít, tôi cũng phụ đâu phụ được cái gì. Nhưng nói chung là cũng cắt lá chuối nè, trải xuống là đem đổ ra anh em mình cái khỏi bóc thôi. Anh Tám nè, nói tiếng cắt mà có dấu nặng, cái nó nặng dữ lắm nghe, nhớ không? Thôi kệ đi, anh em mình đuối lòng nhiều quá, đúng không? Anh mời em đi ha. Rồi, mời anh Tám. Ôi, Nguyễn thấy luôn hả? Nguyễn luôn em, đó đã. Rồi, cho đã luôn hả? Lâu có gì này, dịp, lúc dịp. Đầu tiên là có nói rồi, là người hùng rượu gì đó, đế rồi thấy... này cũng anh Tám anh đế mình trước rồi đó. Chứ nói cho mình uống một vài cái thôi mình cũng nghĩ thôi nha, chứ không có uống nhiều. Nói chung là mày mới nói không thích nhậu nhiều. Chỉ anh em mà thấy có cái gì là tiên xương rồi ít ly vậy thôi. Đây cái này là anh Tám đưa quá dù quá giờ anh cầm ly để thấy kỳ kỳ. Kể đâu kể là của đưa anh mà cứ anh Tám dù quá thì mời cả nhà. Cũng như anh Tám uống nguyên cái rồi thì giờ anh em mình uống cái cho đều. Thôi mời cả nhà mình cũng đi theo luôn chứ. Thôi ăn cá đi anh. Này giờ mình lấy cá cá trê ra đi. Nhà nhau ha. Trời ơi. Nó ngon. Ôi. Cá nè, nóng hổi mà lên khối luôn đó nha. Ê em ơi, anh cứ đầu cho anh bẻ cho cái đầu em ơi. Ngon cho rồi. Là xương cái hả? Cho cũng phải hạn chế lại. Cho cái đầu đầu được rồi. Đó là đầu mùa của mùa phải không? Không ăn khúc giữa em. Vậy là ít lắm á. Thôi mời cả nhà cái tay nướng nha. Đây nói chung là mình chấm nước cũng thần thánh của anh Tám. Đây là mình cũng phát cái đầu. Thì anh em có thông cảm cho mình được cái đầu. Nước mắm chanh ấy đúng là đây cái đầu của anh Tám là cái nhà. Chanh còn này là món tắc. Em cứ đầu cho miếng nè. Đầu hén lắm rồi. Đó, 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 giờ còn nóng nè. Nóng khổi rồi. Thả cho thật. Đầu thử lên mắm là thả lên tài. Ở nhà tôi chấm thêm mắm tôm nữa cả nhà. Quá ngon. Hình như là nhà anh sản xuất mắm tôm, nãy giờ nghe anh giới thiệu là sò chấm mắm tôm, hình như là nhà anh đang sản xuất mắm tôm phải. Ngon sao? Phải nâng lên quá.
Ngon mắm tôm với đâu ngon cá hả? Thôi về cá để mình ăn đi, mắm tôm anh có thêm miếng cá chứ. Anh phải ăn thêm miếng cá nữa chứ để sốt ruột à. Thấy không? Ai biết nhiều khi mắm tôm ngon để mình ăn này ăn cá được rồi. Này cá ngon đúng không? Cá nào chấm mắm tôm được không cả nhà? Sao rồi chú cứ chạy ra đây vô chạy hoài chú chó. Ủa sao cá thấy đen? Bây giờ sẽ cá này ra đi. Sẽ cá nó ra đi rồi mình ăn thoải mái, cá mình cá thiên nhiên mà. Trời quá ngon ha. Trời ơi, mở ra. Nếu nhà dùng những mồi vậy mời cả nhà lên năm. Mời cả nhà dùng miếng rượu cả nhà. Mở. Quá ngon. Mở dữ ha. Này cá nuôi ra anh Tám ơi. Nhưng bắt đầu mà được rồi. Đúng rồi, cá này không có cá nuôi. Mình là cá nướng. Đưa cá nướng không? Cá nướng. Còn gọi là cá đồng á. Vậy đúng là anh chín anh nướng là đúng luôn á. Đúng. Tại vì anh chín mà anh đâu nướng 8-7 được. Đúng rồi, nướng là phải nướng chín. Biết nướng chín là nướng. Biết tại sao không? Tại có mỡ là dễ mỡ quá nó nướng đẹp quá. Đúng rồi. Uống cho nửa cái. Trời ơi. Trời ơi nó ngon. Ngon ha. Đó. Trời ơi. Anh Bảy thì đang ứ Úc đau quá. Mà nếu anh em trong đây vô giờ thí dụ giờ về thì giờ mình làm cái muối chanh tắc thì mình có chấp cá đồng gì nữa. Ngon, đã muối thần, đã muối thần thánh của anh mà. Hay luôn. Quá ngon luôn. Vậy thì tôi cũng uống được cái làm miếng bị chấm ngon quá. Muối chanh tắc. Tôi làm thêm miếng xài chấm mắm tôm nữa nha. Trời đất ơi. Mời cả nhà chấm ăn gì với tôi. Ảnh là sản xuất mắm tôm. Mắm tôm thì lại xài xài ở nhà trồng mà đi hái của nhà người khác. Mời cả nhà nha. Thấy mẹ ăn nướng tàu cá quá ngon. Mỡ luôn hả? Làm miếng mỡ coi. Không, mình nướng mình mỡ được. Thì tôi làm miếng cá rô đồng ngay. Cá rô đồng này là cá vô ruộng nha. Cái này cá trê. Cá trê là được cái rô bậy rồi. Ủa nãy có rô đồng mà em. Rô đồng đâu? Vẽ trong đây nó lộn trong này nè, nó cứ thịt cá rô đồng mà. Nè chị ăn hết rồi. Vậy hết đi, còn miếng thịt cá rô đồng. Vậy nãy cá rô mà không có giới thiệu gì tên. Có cá rô đồng mà. Không, hồi nãy thấy anh Đức Nguyên còn bỏ ăn chén. Ý có, đâu ăn nguyên chén là ăn nguyên con được. Ăn riêng nguyên con rồi. Ăn tắt. Chơi luôn. Chấm với muối thần thánh của anh Thám. Muối thần thánh em. Muối ớt tắt. Đã, chả luôn. Đã. Rồi cắn nó bập luôn á em. Đã chua. Quá ngon. Đã chua. Dạ anh đưa thêm miếng muối này cho dừa. Chua. Anh Bảy, anh nên bẻ con cá lóc đồng cho tôi cái đầu nữa anh Bảy. Tôi khoái ăn đầu. Trời, cho luôn. Anh Tám khoái ăn xương. Đầu bự ăn chứ đầu sọ sọ ăn được. Xa xa xuống. Xa xuống chút xíu nữa. Lận ngang á. Đúng rồi. Lận ngang luôn vậy. Đó rồi. Cái này hơi mặn á. Tôi còn chấm thêm anh ơi. Phải không? Vậy không chấm được. Nè, vậy mới ăn được á. Rồi mời cả nhà. Mời cả nhà dùng với tôi nha. Chạy đi. Mới dùng cánh tính xíu rồi. Mình làm thôi để cho mình lấy này đi. Trời ơi. Cái này chắc mình tàn cụ luôn không cả nhà? Tàn cụ luôn. Tàn cụ luôn á. Còn ăn là phải ăn cái này nè. Quá đã rồi. Tôi thì giờ tôi không dám mà giờ dám chấm sâu vậy. Chưa ăn cái đầu này nói chung là anh em thì cũng cực khổ mà chứ làm tôi làm gì nữa thì thật sự chỗ cao quá. Mời cả nhà dùng miếng cá lóc chấm để cho em mình muối ớt cái ruột thôi em ơi cái ruột em không ăn anh Bảy không em vô đấy không anh ăn luôn ăn liền chín không cái phần đó dành cho anh rồi phải là tôi làm luôn à nguyên đầu trong vòng làm đi đúng không làm được đấy chứ tôi không làm được làm đi uống đi sao để mắc hẹn không phải như vậy nó mặn lắm nó trơn rồi anh em đấy em rồi uống anh rồi nói rồi mới vô được cái cục cái ruột này chứ đâu có không ăn mà vô cái ruột được thì bây giờ nãy giờ anh em cũng ngồi cũng uống cũng một vài ly rồi thôi giờ là cũng chuẩn bị tạm biệt cho cả nhà và mình hẹn lại một tiếp sau. Mọi người nhớ ủng hộ kênh của Thành Thẩm Mỹ Vlog nha. Nhớ ủng hộ kênh của mình, nhớ chia sẻ,
đăng ký kênh của mình nha. Cảm ơn mọi người nhiều. Rồi anh Tải nói gì với mọi người không? Rồi thôi cũng nói gì thôi, giờ cũng thôi chào. Anh rồi em đây cũng là xin chào là cả mọi người. Thì giờ đang hút rồi, anh em của chúng tôi đi cắm cá rồi có ha, đi sâu ếch sâu nhái gì đó, rồi giăng lưới hay gì đó, rồi cắm câu, thì mời mọi người thì nhậu chung với mấy anh em của Cường tôi ha. Thôi cũng như là xin cảm ơn mọi người ha. Xin chào mọi người, xin chào mọi người, hẹn đợi một dịp sau mình sẽ làm kênh tốt hơn tí, với lại mình cũng vừa mới làm kênh nữa nên là cũng mong mọi người ủng hộ. Nếu mà có gì sai sót hay gì đó mọi người cũng thông cảm bỏ qua, mong mọi người ủng hộ mình nha. Cảm ơn rất nhiều. Rồi xin chào. Rồi chào cả nhà. Thôi cho em ăn một miếng xài kém mắm tôm nữa thôi. Này được rồi.